Trần Công Tiến, tiến sĩ triết học. Khởi đầu khác của Heidegger. Chương 7, 8, 9, 10. Chương 7. Tại sao lại trời và đất? Con người sống, và nó sống trong khuôn khổ nào đó. Khuôn khổ sống rộng rãi nhất của nó là trên có trời và dưới có đất. Trời và đất xuất hiện ra thường nhật với con người. Con người thường nhật thấy mình ăn ở hay cư ngụ trên có trời và dưới có đất. Trời và đất ảnh hưởng và hướng dẫn cách sống của con người. Trời và đất chỉ đường cho con người. Nhìn lên trời, đời sống của con người có thể được khởi hứng bằng nhiều cách. Trời cao có thể nâng tâm hồn con người lên, con người có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, sang trọng hơn. Trời xanh có thể làm mát tâm hồn, con người có thể cảm thấy thanh thản hơn. Gió hiu hiu thổi có thể làm bớt gánh nặng của cuộc đời. Mưa thuận gió hòa có thể mang lại hưng ân, cây cỏ tốt tươi, được mùa. Trời có thể là dấu chỉ tới thần linh bất tử và hiền thánh. Nhìn xuống đất, con người có thể thấy sự bảo vệ của đất. Đất có thể là trở nên nơi ăn trốn ở, tránh nắng mưa, tránh nóng lạnh. Con người cũng thấy sự cưu mang của đất. Đất kết quả sinh hoa, nuôi nâng thú vật và có suối nước mang lại đồ ăn thức uống. Tuy nhiên nhìn vào trời đất, chúng ta không chỉ nhìn thấy những cái tốt, mà còn nhìn thấy những cái ác. Đất có động đất, lụt lội, khô cằn. Trên mặt đất có cầm thú giết nhau, loài người cũng xử tệ với nhau, nhiều khi còn tệ hơn cầm thú, chiến tranh, giết chóc, bỏ tù, hãm hiếp, bắt bớ, cướp đoạt, gian dối, lừa đảo, mưu mô. Có rất nhiều sinh vật tác động. Trời có giông bão, sấm chớp, nóng quá lạnh quá. Qua những gì xảy ra nơi trời và đất chỉ cho con người biết thế nào là thiện và thế nào là ác. Thiện là giúp vào cư ngụ bình an và ác là phá hủy cư ngụ bình an. Định nghĩa thiện và ác như thế không đặt trên căn bản đạo đức, nhưng đặt căn bản trên hữu thể, cư ngụ là hữu thể. Đặt trên căn bản đạo đức rất khó, vì chân lý ở bên này dây núi lại là sai lầm ở bên kia dây núi, có nhiều đạo đức khác nhau. Trong khi cư ngụ bình an là mục đích của con người nói chung, mục đích này xem ra vượt qua mọi tranh cãi. Cái hiền thánh là một tên gọi khác của thiện. Nếu con người muốn đạt được một cư ngụ bình an, cái hiền thánh là cái hướng dẫn tư tưởng, lời nói và hành động của con người. Chữ thiện có vẻ mông lung, chữ hiền thánh nói rõ ràng hơn, nhất là khi hiền thánh đi với cứu vãn đất, đón nhận trời, chờ đợi thần linh và khởi xướng khả tử. Nếu chúng ta muốn đưa hữu thể, bình an, vào trong ngôn ngữ, hiền thánh là tiếng nói của hữu thể. Hiền thánh là ngôi lời và ngôi lời là hữu thể hay đạo. Đạo hay Thiên Chúa ở trong lòng con người, nhưng không phải là con người tạo nên đạo, làm chủ đạo, con người nghe thấy lời nói của trời đất và ghi lời nói đó trong lòng mình. Đạo xảy ra nơi con người, nhưng con người không tạo nên đạo. Con người nghe tiếng nói của trời đất để nhận biết thế nào là thiện và thế nào là ác. Có tiếng nói của trời đất. Tiếng nói của trời đất chỉ trở nên thực sự khi con người thể hiện tiếng nói đó, con người là kẻ cưu mang đạo. Chương 8. Hölderlin và Tứ Trụ, Hiền Thánh. Hữu thể và thời gian, 1927, gặp bế tắc, không nói lên được hữu thể. Mãi đến sự vật, 1949, hữu thể như một tia chớp xuất hiện ra như tứ trụ. Heidegger đối thoại với Hölderlin, tư tưởng đối thoại với thi ca. Heidegger bắt đầu diễn giảng về Hölderlin vào khóa mùa đông 1934-35 với giải thích hai bài thơ Đức Quốc và Sông Dài của Hölderlin. Heidegger viết bài thơ 1968, nói về Hölderlin nữa. Trong hai khóa giảng và nhiều bài viết giữa khoảng từ 1934 tới 1968, Heidegger cũng bàn nhiều về Hölderlin. Bài Trời và Đất của Hölderlin, 1959, trình bày cái nhìn đúc kết của Heidegger về tứ trụ của Hölderlin. Tứ trụ là đất, trời, Thiên Chúa và con người. Có một tương quan vô hạn giữa đất, trời, Thiên Chúa và con người. Vô hạn ở đây muốn nói là đất không chỉ hữu hạn ở trong chính nó, và cũng thế đối với trời, với Thiên Chúa và với con người.
tương quan vô hạn này chỉ tới một thống nhất hay một trung tâm của bốn trụ. Theo Hoehnlein, theo giải thích của Heidegger, thi sĩ, người Đức, là người thủy thủ hay người lang thang trên đường hành trình sang Hy Lạp tìm lửa hay Thượng Đế. Người Đức có đặc điểm là sự trong sáng của trình bày, nhưng thiếu lửa hay Thượng Đế. Thượng Đế khi được trình bày trong sáng là một cần thiết cho sự cư ngụ bình an cho con người. Người Hy Lạp có lửa hay Thượng Đế, nhưng thiếu sự trong sáng của trình bày. Nhưng cái gì làm cho Thượng Đế là Thượng Đế? Không phải quyền lực vô cùng, nhưng cái hiền thánh. Thiên Chúa mà thiếu cái hiền thánh thì không còn phải là Thiên Chúa nữa. Bởi thế thi sĩ có sứ mệnh là nói lên cái hiền thánh. Thi sĩ là nối kết giữa Thiên Chúa và con người. Vì thế thi sĩ được gọi là bán thần. Một người muốn mưu cầu một cư ngụ bình an cũng cần trở nên bán thần. Bán thần là một nửa Thiên Chúa, thần, và một nửa con người. Thi sĩ có sứ mệnh đưa cái hiền thánh vào trong ngôn ngữ. Thế giới hiện đại thiếu cái hiền thánh. Nếu con người lấy bờ bên này làm lẽ sống, cái ác, chứ không phải cái hiền thánh, cái thiện, thống trị thế giới. Chương 9. Sống hiền thánh. Nhiều người chờ đợi Heidegger viết một đạo đức học, như nhiều triết gia đã làm. Heidegger bàn về hữu thể hiểu như là cách thế hữu, tương quan, của con người với vật thể. Chúng ta đã thấy hữu thể là biến cố, rồi biến cố là tứ trụ, rồi tứ trụ là cái hiền thánh. Trong siêu hình học cách thế hữu hay tương quan của con người với vật thể nằm trong vật thể. Vật thể chi phối cách thể hữu đó, vì ngoài vật thể không có cái gì khác, hay nếu có vật thể tính thì vật thể tính này cũng được suy ra từ vật thể. Khi vật thể chi phối cách thế hữu của con người như thế, hữu thể là ác quỷ. Với Heidegger, cách thế hữu hay tương quan của con người với vật thể nằm trong hữu thể. Có hữu thể xảy ra trong tương quan đó. Hữu thể này cuối cùng là cái hiền thánh. Vậy cách thế hữu của con người là tương quan với cái hiền thánh. Khi cái hiền thánh quyết định cách thế hữu của con người như thế, hữu thể không là ác quỷ, mà là hiền thánh. Ác quỷ không mang lại cư ngụ bình an, cái hiền thánh mang lại cư ngụ bình an. Vì cách thế hữu trong siêu hình học là ác quỷ, siêu hình học cần có đạo đức học để mưu cầu mang con người ra khỏi ác quỷ. Nhưng đạo đức học này thất bại vì hữu thể trong yếu tính của nó là ác quỷ. Giảng dạy đạo lý cho ác quỷ thì giống như xây lâu đài trên cát. Lịch sử đã chứng minh điều đó, ác quỷ thống trị thế giới ngày nay. Có thể nói đạo đức học là trò chơi ác quỷ đặt ra để che đậy bộ mặt ác quỷ của nó. Vì cách thế hữu nơi Heidegger là hiền thánh, Heidegger không cần một đạo đức học. Có thể nói chính tư tưởng của Heidegger là một đạo đức học, với điều kiện phải hiểu rằng đạo đức học này không phải là trò chơi của ác quỷ. Làm sao chúng ta nhìn thấy cái hiền thánh? Những suy tư nhiều năm hay cả cuộc đời của Heidegger giúp chúng ta như sau. 1. Suy tư của siêu hình học đưa chúng ta bám vào bờ bên này vì chỉ có bờ bên này mà thôi. 2. Với chỉ có bờ bên này mà thôi, chỉ có tư tưởng tính toán với vật chất. Với chỉ có tư tưởng tính toán, theo sự gọi tên của Heidegger, với vật chất, hữu thể là ác quỷ. Đạo đức học không giúp chúng ta thoát khỏi ác quỷ. 3. Sau hơn 20 năm kể từ hữu thể và thời gian, 1927, đến sự vật, 1949, Heidegger khai triển bờ hữu thể hay bờ không vật chất, bờ bên kia. Chúng ta từ bỏ tư tưởng tính toán và đi vào tư tưởng suy ngẫm, theo sự gọi tên của Heidegger, về hữu thể. Sau sự vật, Heidegger viết nhiều tiểu luận để khai triển thêm bờ hữu thể. Hữu thể xuất hiện ra như là tứ trụ và trong tứ trụ, cái hiền thánh xảy ra. Bây giờ hữu thể là hiền thánh. 4. Một xác định hơn nữa cho bỏ bờ ác quỷ và sang bờ hiền thánh là bỏ ý muốn sang không muốn. Ý muốn là muốn vật chất và không muốn là không muốn vật chất mà muốn là muốn hữu thể. Muốn hữu thể được gọi là không muốn để phân biệt giữa hai cái muốn khác nhau. Sang đến bờ bên kia được gọi là giải thoát hay thanh thản. 5. Sau khi giải thoát sang tới bờ hữu thể, chúng ta phải làm gì?
Heidegger không đưa ra những điều răn hay những chỉ điểm phải làm như thánh đạo tám ngã và bỏ tham, hận, mê lầm của Đức Phật hay những đức tính nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của Khổng Tử, những điều răn của Chúa Giê-xu. Có thể nói khi chúng ta bỏ bờ vật chất và sang tới bờ hiền thánh, chúng ta trong tình trạng cảm nhận được những việc phải làm để thể hiện một đời sống hiền thánh. Thí dụ một người lãnh nhận một bản án vừa vô nhân vừa là cướp giật, thì người đó phải nhận ra rằng đó là một việc làm rất nhẹ của ác quỷ, còn có nhiều việc khác to lớn hơn nhiều. Thí dụ một người bị vợ bỏ, thì người đó phải nhận ra rằng vợ có thể thiến hay giết chứ không chỉ bỏ, bỏ cũng còn là một may mắn. Nhờ cái hiền thánh, một người giữ được bình an trong cư ngụ của nó. Cứ theo cái hiền thánh mà cư ngụ thì cư ngụ sẽ là một cư ngụ bình an, thay vì một cư ngụ không an bình với nhiều khổ đau. Nếu hiền thánh đến độ kẻ thù còn yêu, như Chúa Giê-xu giảng dạy, thì làm sao không có cư ngụ bình an cho được. Nếu dấu chỉ hiền thánh còn mập mờ, thì hãy thêm vào cứu vãn đất, đón nhận trời, chờ đợi thần linh và khởi xướng khả tử. Mỗi người nên nhớ rằng hữu thể là một huyền nhiệm và chúng ta tùy hoàn cảnh mỗi người mà khai triển cư ngụ bình an. Chương 10. Từ sử dụng đến cư ngụ bình an. Heidegger đi từ sự sử dụng cái bình tới cư ngụ bình an. Làm sao như thế được? Con người sử dụng cái bình. Trong sử dụng cái bình hàm chứa tứ trụ. Trong hiện hữu với tứ trụ có cư ngụ bình an. Tứ trụ chỉ cho con người con đường dẫn tới cư ngụ bình an. Và con người mưu cầu cư ngụ bình an. Tại sao con người lại mưu cầu cư ngụ bình an? Không có câu hỏi này mới đúng vì con người, xét như là con người, mưu cầu một cư ngụ như thế. Có mưu cầu này. Và có tứ trụ chỉ đường dẫn tới cư ngụ đó. Con vật sinh ra và mưu cầu sống, và nó sống theo một con đường mà bản tính của nó quy định như thế. Con người sinh ra và mưu cầu sống bình an. Con người sinh ra và có hai ngả sống, sống không bình an và sống bình an. Con người thao thức đi tìm một cư ngụ bình an. Và con người cư ngụ bình an nếu nó cư ngụ theo tứ trụ. Cụm từ nếu nó cư ngụ theo tứ trụ muốn nói rằng nó có thể không cư ngụ theo tứ trụ. Tự nhiên là như thế. Con người có hai ngả đường. Nó có tự do chọn lựa một trong hai ngả đường cho mỗi lời nói, mỗi hành động và mỗi suy nghĩ của nó. Một khó khăn luôn xảy ra với con người, nhiều khi nó không biết lời nói nào, hành động nào và suy nghĩ nào đưa đến cư ngụ bình an hay không bình an. Nó lại thường rơi vào tình trạng không biết hay biết sai. Bởi thế mới có chuyện bến mê bờ giác. Bởi thế mới có chuyện cần học hỏi và giáo dục về đạo. Đạo hay tứ trụ nằm trong lòng con người. Nó rất gần con người, gần hơn các vật thể. Nhưng bình thường con người lại không nhận ra nó, bởi thế nó lại rất xa, xa hơn các vật thể. Khi cư ngụ bình an, một người mang đạo tới gần. Tới gần đạo trở nên một hướng dẫn cho cuộc sống của con người.